Sau 5 ngày xét hỏi, chiều ngày 19 tháng 8, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án với 28 bị cáo trong đại án sai phạm tại hai lô đất vàng ở Bình Dương. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam bị Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị mức án từ 9 cho đến 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, trong vụ án này, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có động cơ vụ lợi, vun vén cho cục bộ ở địa phương để xảy ra sai phạm. Khi phát hiện các sai phạm, không ngăn chặn mà còn bao che và chỉ đạo cấp dưới, làm các văn bản để hợp thức hóa. Bên cạnh đó, còn chấp thuận cho áp đơn giá thấp hơn khi giao 43 hectare và 145 hectare đất cho doanh nghiệp, dẫn đến nhà nước thất thoát hơn 761 tỷ đồng. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cũng bị đề nghị mức án 9 đến 10 năm tù. Nguyễn Văn Minh, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, với cáo buộc phạm tội, với vai trò chủ mưu, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất trong 28 bị cáo là từ 29 đến 30 năm tù, trong đó 14 đến 15 năm tù đối với tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 đến 16 năm tù với tội tham ô tài sản. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên theo hướng trả lại hai khu đất về chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương để xử lý theo quy định. Bởi vậy, Viện Kiểm sát đề nghị không yêu cầu các bị cáo có sai phạm liên quan đến hai khu đất này phải bồi thường thiệt hại. Về nghĩa vụ tài chính khi giao hai khu đất cho Tổng Công ty 3 tháng 2 với giá thấp hơn tại thời điểm giao đất khiến đơn vị này được hưởng lợi, Viện Kiểm sát đề nghị Tổng Công ty 3 tháng 2 phải hoàn thành nốt phần nghĩa vụ tài chính còn lại là nộp đơn 560 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế và ông Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo đó, Đảng ủy Sở Y tế buông lỏng lãnh đạo quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên, không sâu sát, chú trọng công tác kiểm tra giám sát để tổ chức đảng và đảng viên do mình quản lý xảy ra sai phạm nghiêm trọng về mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Ông Quách Ái Đức với vai trò là người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế. Với trách nhiệm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Trương Hữu Nhàn chịu trách nhiệm toàn diện đối với những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Là người đứng đầu đơn vị, ông Trương Hữu Nhàn chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, lập dự toán, thanh quyết toán và tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư y tế ở một số gói thầu mua sắm trang thiết bị hóa chất sinh phẩm, xét nghiệm, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước quyết định kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Y tế và Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh, quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Quách Ái Đức và ông Trương Hữu Nhàn. Chuyển sang nội dung khác, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM vừa ra quyết định gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo điều tra, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bị can Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream, phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng tới uy tín danh dự của họ. Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà Hằng đã phát ngôn về những cá nhân trong các buổi live stream trực tiếp là do Hằng đọc trên mạng Internet, đọc báo và nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, cơ quan điều tra đang xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.